Nay nay mình nấu canh chua lươn với ba cái môn nha. Mày muốn ăn phải lăn vô bếp chứ sao sợ. Nhà ký hơn nha chồng à. Rau nấu ăn chua mà rau này ăn là tỉ tê luôn. Quá ngon, nó thơm, đã ra tới cùng rau là thơm. Chào cả nhà. Chiều nay hôm nay anh em mình có đặt được mấy bữa này, gom gom lại được món lương này. Chiều nay anh em mình nấu canh chua lươn với ba cái môn nha. Đây, để đặt được cái 4-5 ngày nha cả nhà. Hôm nay nó hàng quá khô quá đặt cũng chạy không. Đây, nới rộng lại. Bây giờ ăn không? Trong mấy ngày nay nó kiểu mua đường nó dễ lại nè. Xăng rồi. Dạ. Đó đi ha. Đó đi. Rồi, mình nấu miếng giấm vừa cho nó chút xíu sạch ra nhé, dễ mà nha. Súng hầm nó cục bữa nay nước nhiều nó sâu nó dài nó non ghê không. Quá mạnh lương nó bự định mạnh lâu chết.
súng này bữa nay nhà biếu vô nước ngọt vô nó mềm, trắng mà mềm. Chút quên. Không thở liền. Đôi hơi xa gì anh? Hơi xa. Cái nồi nhỏ nhỏ. Rồi. Ok. Chiều nay là anh em mình nấu bằng cơm mẻ nha các bạn. Nước này nãy mình lược ở trong nhà nghe. Cái này là nước cơm mẻ. Nước cơm mẻ. Mẻ nấu canh chua với lưu. Ở chỗ này nhiều chút cay cay dễ ăn ha. Tha tha ăn canh chua cho nó đã. Bốn trái. Cái canh chua mà nó chỉ ăn được với ớt không nó mới bắt phải không? Nước mắm chấm nó cũng chưa có ớt không chứ. Dạ em cũng phải ăn với nước. Mà theo đa số anh thấy mình ở đây là ăn ớt nhiều, canh chua nấu canh chua cá cũng vậy, lương cũng vậy, mà cái cá trong hoặc cái gì cũng vậy. Dạ cá nướng cái vậy đó này. Cá nướng cũng vậy. Dạ, cá nướng em cũng phải ăn với ớt. Ớt nặng thêm miếng chanh ha. Dạ. Cá nướng á. Cái chua chua nó dễ ăn anh ơi. Cái mùi ớt này là hơi tái tâm hồn. Cái mùi cay quá, mùi cay. Hát lên ớt, hát lên cay. Cho hen luôn. Bữa nay để nguyên con luôn, mình không có chặt làm hai nha cả nhà. Đó rồi. Đường nó cũng mềm nó chín nghe nha cả nhà, giờ bỏ rau vô. Rau. Mồm gì đây một chút. Cái này theo mình lấy mình vô cái tay luôn được. Chùa này chỉ mai ăn hết cho cơm luôn. Trang cho miếng nước nữa cả nhà, ăn canh chua lương ăn với bún nè. Mọng mình mọng quá chứ. Dài lắm rồi, nó cao.